Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Hoàng Thị Minh Hạnh giành huy chương vàng nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ trong ngày thi đấu cuối cùng của giải Điền Kinh Châu Á 2023 diễn ra chiều tối ngày 16 tháng 7. Các cô gái Việt Nam về nhất với thành tích 3 phút 33 giây 05, về nhì là đội chạy tiếp sức Sri Lanka với thành tích 3 phút 37 giây 27, đội chạy tiếp sức Ấn Độ về thứ 3 với thành tích 3 phút 33 giây 73. Ở chung kết nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ, Nguyễn Thị Ngọc là người xuất phát đầu tiên và bị các đối thủ Sri Lanka, Ấn Độ, Nhật Bản bỏ xa. Tuy nhiên, Nguyễn Minh Hạnh đã rút ngắn khoảng cách trước khi Nguyễn Thị Huyền đưa đội Việt Nam vượt lên dẫn đầu. Giữ vững lợi thế, Nguyễn Thị Hằng hoàn tất chiến thắng cho đội Việt Nam ở lượt chạy chung kết. Đây là lần thứ hai Điền Kinh Việt Nam giành huy chương vàng ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ tại giải Điền Kinh Châu Á sau lần đầu vào năm 2017. Chiến thắng của đội chạy tiếp sức 4x400m nữ cũng là tấm huy chương vàng duy nhất của đội Điền Kinh Việt Nam tại giải châu Á. Trước đó, Điền Kinh Việt Nam mới giành được một huy chương đồng ở nội dung nhảy ba bước nữ của Nguyễn Thị Hường hôm 12 tháng 7. Như vậy, kết thúc 4 ngày thi đấu tại giải vô địch Điền Kinh châu Á 2023 tổ chức tại Thái Lan, đội tuyển Điền Kinh Việt Nam giành một huy chương vàng và một huy chương đồng.